Chị có coi theo dõi kênh của mấy đứa cưng á, chị thích cái anh Ngọc ở Vũng Tàu á. Ồ, anh Ngọc có hai biệt thự ở Vũng Tàu. Dạ. Ừ, anh Ngọc mà cả nhà, cả đất, cả biệt thự luôn là gần 30 chị tỷ, không đúng biết, không? Nhưng mà chị thấy con người của, nhìn thấy hình ảnh của anh Ngọc á thì chị thấy dạ. Thấy sao? Thấy chị thấy có duyên, chị muốn kết nối với ảnh. Còn anh kia cũng có nhà luôn. Nhưng mà nhà cấp 4 thôi, không có to. Ở dưới quê á, thu nhập thì cũng làm vườn thôi, khoảng tầm 7-8 triệu một tháng thôi. Mà thương chị, có đến với chị được không? Không được luôn. Ủa sao vậy? Chị là chị thích lên kênh này, đầu tiên chị là lên anh Ngọc. Kênh là chị thích. Chị lên là chị muốn kết nối với anh Ngọc ở Vũng Tàu thôi. Còn những người khác thì sau này nếu tính mà sao? Chị coi tùy theo duyên để coi coi chị có đến được không, mà chị không biết, nhưng mà với anh Ngọc là chị muốn kết nối với. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một chị gái cũng rất dễ thương, xinh đẹp, lặn lội một quãng đường rất xa từ dưới miền Tây lên đây để nhờ anh em kết nối yêu thương. Liệu ngày hôm nay chị có tìm được ai hay không, và cái yêu cầu của chị tìm một người như thế nào, thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Rồi thay mặt anh em ở đây xin chào chị nhé. Chị sao chào mấy kênh kết nối yêu thương. Chị cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi, mình đến từ đâu? Chị tên Trang, chị sinh 1977, tuổi Tỵ. Rồi, 77 năm nay 47 tuổi ha. 47 tuổi. Rồi. Mình đến từ đâu ha? Chị đến từ Gạch Giá Kiên Giang. Từ Gạch Giá Kiên Giang lên đây. Dạ. Hôm nay chị lên đây thì mình trước hết mình chia sẻ chút xíu về cái tình trạng hôn nhân của mình. Hôn nhân của chị không hợp thì chị chia tay rồi, chị có giấy tờ đàng hoàng. Mình chia tay bao nhiêu năm rồi? Chị lúc mà năm 2017 thì chị có ly hôn, nhưng mà sau này giấy tờ kéo dài tới hồi năm rồi chị mới có giấy. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Này cũng 5-6 năm rồi ha, 6-7 năm rồi. Dạ. Rồi thế mình có mấy người con? Chị có hai người con, đứa lớn thì có chồng, chị là chị đang ở với đứa nhỏ. Ồ. Chị có hai mẹ con thôi. Vậy là cũng bà ngoại bà nội ha. Dạ. Chị đang làm công việc gì? Chị buôn bán đồ ăn sáng. Ồ. Dạ. Mình bán món gì chị? Bún xào rồi cơm tấm rồi nãy kia lặt vặt vậy đó. Ồ. À. Thế hôm nay mình lặn lội một quãng đường rất xa từ dưới miền Tây đây, thế mình đi từ khi nào? Sao cơ? Mình đi từ khi nào lên đây? Chị đi hôm qua dắt 5 giờ chiều á. Trời ơi. Rồi tới đây 11 giờ. Đi từ 5 giờ chiều lên đây. Dạ, rồi chị ngủ nhà nghỉ ở đây nè. Ừ. Sáng chị mới lội ra đây. Thế hôm nay lên đây thì mình muốn kết nối tìm một người yêu thương như thế nào nè? Chị có coi theo dõi kênh của mấy đứa cưng á, chị thích cái anh Ngọc ở Vũng Tàu á. Ồ, anh Ngọc có hai biệt thự ở Vũng Tàu. Dạ. Ừ, anh Ngọc mà cả nhà, cả đất, cả biệt thự luôn là gần 30 chị tỷ, không đúng biết, không? Nhưng mà chị thấy con người của, nhìn thấy hình ảnh của anh Ngọc á thì chị thấy dạ. Thấy sao? Thấy chị thấy có duyên, chị muốn kết nối với ảnh. Rồi tuổi tác thì cũng phù hợp, chị thích cỡ tuổi đó vậy đó. Rồi chị thấy mến thì chị lên chị kết nối. Nhưng mà chị xem anh Ngọc lâu chưa? Chị coi cỡ 2 tuần nay rồi. Anh Ngọc có hai biệt thự là chị có điện thì nói là điện cho em Tuấn này nè, em Tuấn này nói là ảnh mới lên 2 ngày. Thế chị xem anh Ngọc có hai biệt thự á, chị ấn tượng nhất điều gì? Chị nhìn thấy ảnh tướng tá thì lớn tuổi nhưng mà phong độ vậy thì chị thích à. Thích ha. Rồi. Nhưng mà chú Ngọc nó có hai biệt thự mà về mình lau chùi cũng vất vả lắm á. Ôi, nhà của mình thì mình lau chùi chứ có gì đâu cưng. Hai ba cái gì lau cũng được nữa, nếu mà có nhà của mình đi chứ cực cái là không có nhà thôi, chứ có nhà thì mình lau. Ồ, bây giờ chị sống có nhà không? Có chứ. Nhà chị sống với ai? Sống với nhỏ con gái. Ồ, ở bây giờ mình có hai mẹ con à. Vậy bây giờ mình lấy chồng là mình đi qua nhà chú Ngọc luôn ha? Dạ đúng rồi, nếu mà người ta chồng mình muốn mình qua nhà ở thì mình sẽ qua nhà chồng mình ở. Rồi, thế thì chị xem chú Ngọc và chị ấn tượng nhất là điều gì? Thì chị đã nói rồi, chị thấy ấn tượng nhất cái điều gì? Anh Ngọc á thì thấy anh lớn tuổi nhưng mà cái tướng tá phong độ của anh đẹp trai, cũng còn phong độ cái nọ thì chị thấy phù hợp và chị thấy dễ mến mà chị thích vậy rồi. Còn nếu bây giờ mà ví dụ mà sau khi chương trình của em chia sẻ lên á
thì cũng có rất là nhiều anh, nhiều chú mà thích mình. Thì chị có đồng ý cho những người đó một cơ hội không? Nếu mà thích mình, nếu mà chị thấy phù hợp thì tùy theo duyên, thì duyên, tùy duyên đi. Nếu có duyên thì sẽ gặp. Còn như anh Ngọc á, nếu mà anh coi kênh này của chị, ảnh nhìn thấy hình ảnh của chị, nếu mà anh thích á, thì ảnh sẽ lên có nói với chị, có duyên thì chị với ảnh sẽ gặp. Rồi. Bây giờ khi mà chị lên chương trình của tụi em á, thì chắc chắn là nó sẽ chia sẻ khắp mọi nơi trên thế giới luôn và khắp các nền tảng mạng xã hội luôn. Thì ví dụ như có những anh nào đó làm chạy xe ôm hay là đang làm bảo vệ mà đang ở trọ mà có tình cảm với chị á, thì chị có đồng ý cho họ một cơ hội không? Không, không. Không được hả? Dạ. Sao vậy? Vậy chứ làm người chồng á, mình chọn á, thì cũng phải có nhà, có công việc để hai đứa có làm sống chứ. Nếu mà là có nhà, có nhà cửa, có công việc ổn định mới được ha. Có công việc ổn định để nuôi sống hai đứa chứ, sống vậy chị ở chợ với lại xe ôm phụ hồ là không được. Nhưng mà em thấy có nhiều người vậy, người ta giống như chạy xe thu nhập cũng ổn định lắm á, 500-700 một ngày á. Cái đó là để tự nhiên đi chứ giờ nói chị không có nói khó được. Đúng không? Dạ. Ý là anh là phải có nhà cơ. Nhưng mà chị dễ thương cái này lên thì có nhiều anh thích mình á chứ. Giờ mấy anh nó thích mình rồi sao? Thì thích thì thích, nhưng mà mình cũng phải để coi có hợp với nhau không nữa. Phải hợp với rồi nhau. Chị chia sẻ chút xíu về bản thân của mình nào. Bản thân chị cũng rất là hiền. Thôi mà nói là hiền á thì mình nói thì người ta không tin, nhưng mà nếu mà anh nào thấy chị vậy về sống chung đi rồi coi cái tính tình từ từ sẽ biết chứ. Chị chia sẻ cái ưu điểm nhược điểm của mình nhé. Ưu điểm chị là phải sạch sẽ. Rồi sao nữa? Người lớn tuổi hả, là như thế nào mà chồng chị phải sống mà sạch sẽ, chị không thích sống mà lôi thôi quá, cũng như lớn tuổi mà cũng như sạch sẽ là chị thấy chịu. Bây giờ thì chị chọn ví dụ như mà chú Ngọc là năm nay là ngoài 60 tuổi. Còn nếu mà không đến được với mình thì mình chọn người khác thì độ tuổi khoảng bao nhiêu tới bao nhiêu? 50 trở lên. 50 trở lên. Yeah. 50 trở lên đến bao nhiêu? 70 được không? Không, 65 trở xuống được rồi. 65 trở xuống. Nhưng mà chị xem chú Ngọc có biệt thự hai lầu này là bao nhiêu lâu rồi? Mới đây hay là anh lâu rồi? Anh lên kênh mấy ngày là chị coi rồi. Xem cái là tới liền luôn. Dạ. Thế mình đi là mình có trao đổi với ở nhà chưa? Không, chị lên chừng nào được thì chị mới dám nói cho nhà biết chứ. Nghĩ tỉ như sợ không được mất cỡ lắm. Khi nào thành công mới nói ha? Dạ. Rồi chưa trao đổi gì hết. Không dám hỏi mẹ, hỏi cái đi đâu, còn không dám nói, nó đi chơi vòng vòng vậy thôi. Thế bây giờ mình có lời nào muốn nhắn gửi tới chú Ngọc hai biệt thự không? Nó nói hôm nay em là Trân Trang, em 47 tuổi, sinh 1977. Em có lên kênh của mấy em kết nối yêu thương này thì thấy anh thì em cũng mến. Bởi vì em từ Kiên Giang mà em lặn lội lên đây để kết nối với anh. Nếu anh thấy em phù hợp với anh dữ hơn nữa, thích em thì sẽ lên kênh hẹn gặp mặt với anh để trao đổi, rồi có duyên thì sẽ có nợ, có duyên thì sẽ sống chung làm vợ chồng. Còn nếu mà mình mở về với anh Ngọc thì mình xin hứa như thế nào? Thì tất nhiên là mình làm vợ thì phải thương yêu chồng con, là chồng con cũng phải thương yêu vợ, vợ chồng thì sống với nhau phải phù hợp với nhau, từ cách ăn nói thì sống phải quan tâm lẫn nhau. Bây giờ ví dụ như mà trong chương trình này có một anh rất là hợp với chị luôn, nhưng mà có cái là anh làm ăn cũng thất bại, giờ hiện tại là không có nhà, đang ở trọ, mà muốn thương chị, đón chị đồng ý không? Chị nói rồi, chị nói là phải có nhà, bắt buộc phải có nhà. Dạ. Thu nhập thì sao? Thu nhập thì phải lo đủ cho mình sống, phải lo cho vợ con đủ sống thì mới được chứ. Nếu mà lo mà đói khổ thôi chị. Ví dụ như mà có một anh kia cũng có nhà luôn, nhưng mà nhà cấp 4 thôi, không có to, ở dưới quê á, thu nhập thì cũng làm vườn thôi, khoảng tầm 7-8 triệu một tháng thôi, mà thương chị, có đến với chị được không? Không được luôn. Ủa sao vậy? Để coi cái đã, chị nói là tự nhiên thôi chứ chị, giờ chị nói trước chị cũng không nói được. Nhưng mà cũng có nhà mà. Thì biết rồi, nhưng mà để chị nói là để cái đó là tự nhiên thôi. Chị chưa có biết nói được, nhưng mà chị là chị thích lên kênh này, đầu tiên chị là lên Ngọc. Kênh là chị thích
chị lên là chị muốn kết nối với anh Ngọc ở Vũng Tàu thôi. Ừ. Còn những người khác thì sau này nếu tính mà sao? Chị coi tùy theo duyên để coi chị có đến được không mà chị không biết, nhưng mà với anh Ngọc là chị muốn kết nối với anh. Từ bữa giờ bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Anh Ngọc thì chắc cũng nếu có. Nếu mà hôm nay anh Ngọc coi, anh Ngọc thấy được chị lên đây, chị thích chị á, là chị chỉ chấm anh Ngọc lần đầu tiên, nếu mà được thì chị sẽ ngưng kết nối. Đó. Nói chung là chị chị là chị hồi đó giờ chị không có lên kênh nào luôn, chị cũng không có gì chứ, rồi từ ngày chị thôi chồng tới giờ chị có tâm đầu ý hợp với anh Ngọc thôi ha. Chị có để ý chỉ có anh Ngọc đó là chị muốn kết nối thôi. Rồi anh Ngọc không được thì tính sau. Dạ. Rồi. Chị được ha. Hôm nay lên đây nhiều đây nhường cho người khác nữa, tại người khác ta ngồi ngồi ngoài chờ á cưng. Chương trình của tụi em sẽ sắp xếp được, chị không phải lo. Dạ, chị thấy người ta ngồi. Thì bây giờ trước khi kết thúc thì chị có lời nào muốn nhắn gửi tới anh Ngọc nữa không? Dạ thì chị cũng có nói mới nãy rồi đó, chị nói chị bây giờ nói một lời cuối cùng chân thành nhất để cho anh Ngọc anh xem được mà anh có thể em là Tinh Trang, em đến từ Rạch Giá Kiên Giang, em có coi kênh của anh, em đã thấy anh phù hợp với em cho nên em từ xa anh đến đây để lặn lội để kết nối với anh, nếu anh thấy em được thì anh sẽ lên chương trình kết nối này để gặp mặt, để trao đổi và mình tìm hiểu thêm. Rồi, dạ. Hôm nay chị đến đây thì trước hết là anh em cũng cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình lặn lội một quãng đường rất xa từ dưới miền Tây đây mấy trăm cây số cũng rất là vất vả ha. Hy vọng là nhiều điều may mắn tốt đẹp sẽ đến với mình nhé. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị. Dạ chị cảm ơn. Hôm nay chị lên đây thì nha. Mình có cam kết tất cả những thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Dạ đúng. Chị có đồng ý cho mọi người cũng như các bên liên quan sử dụng hình ảnh, video, thông tin của mình để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, chị đồng ý không? Dạ. Chị đồng ý hay không? Đồng ý. Rồi cảm ơn chị ha. Dạ. Cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn. Và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để được đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Ủa sao mà mới nhận được mà lại lấy 2 chai nữa? Đấy là người ta, của người ta, không phải của anh. À, bây giờ anh lấy thêm 2 chai nữa hả? Ừ, anh lấy 2 chai thì người bữa giờ anh uống tất cả bao nhiêu chai rồi? Anh uống 4 chai rồi. Uống 4 chai rồi, tình trạng bệnh của mình nó bớt chưa anh? Ừ, nó có bớt. Có bớt hả? 10 phần bớt được mấy phần rồi? 10 phần thì nó bớt được độ 7-8 phần rồi. Ồ, vậy là quá hợp thuốc còn gì nữa. Đấy. Thế trước khi anh uống thì tình trạng bệnh mình như thế nào? Đấy, nó cái gối của nó sưng. Dạ. Nó sưng hụ cái gối lên, xong bắt đầu uống vào thấy nó khỏi. Anh uống được bao nhiêu ngày thì thấy nó khỏi? Uống được 2 chai thì bắt đầu thấy nó đỡ, thì xong đây rồi anh lấy 2 chai nữa là 4 chai uống đấy. Nó sưng lên giống như kiểu anh bị viêm viêm khớp đúng không? Đúng rồi. Thì sao? Ai có mà hồi trước giờ uống nhiều thuốc chưa? Trước thì anh cũng uống nhưng mà trước nó có bị đâu, mới bị. À mới bị đây à? Ồ vậy là anh hợp thuốc rồi, bây giờ đi lại ngon lành rồi gì? Đi lại thì lúc này ngon lành rồi. Bây giờ anh lấy thêm 2 chai nữa uống ha. Ừ, 2 chai người ta còn lấy cho người ta 1 chai, còn anh uống 1 chai xong hết anh lại lấy. Dạ rồi ok anh, nếu anh cũng được tốt cho hiệu quả anh cứ giới thiệu giúp em. Rồi ai mà gửi thì người lại đợt trước mà gửi thế nào lại lâu thế chứ, thì bảo không biết là không thấy gửi thuốc về. Đâu bình thường thì nó dao động khoảng tầm ngoài Bắc thì khoảng tầm 4 đến 5 ngày, tối đa là 6 ngày là nhận được. Đâu chỉ 3 ngày đấy, hôm vừa rồi mới gọi điện thế mà hôm nay đã nhận được rồi mà. Thì đấy nó tùy theo anh, có khi thì nó giao nhanh, khi thì nó giao chậm, nó tùy theo cái đợt nó nhiều hàng hay ít hàng. Mấy hôm anh bận quá anh bảo điện cho em xem nào là thuốc chả thấy gửi về. Dạ ok em cảm ơn anh, cũng tốt giới thiệu cho em nhá. Rồi. Dạ em chào anh. Dạ.